Dạ Vũ, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm qua Vũ có người anh đi đoạn đường từ cầu Sát Sập của xã Thạnh Trị về thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, thì có đánh rơi cái ví, trong đó có các loại giấy tờ gồm giấy chứng minh, giấy xe và các loại giấy tờ khác, tên là Lê Quang Nhân, địa chỉ ở khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Có ai nhặt được thì cho xin lại, liên hệ với Vũ Camera Bình Đại, địa chỉ ở khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại 0913 68 1919. Vũ xin cảm ơn và hậu tạ.